Hello các bác nha, nay thì bên Phạm Vấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like, đăng ký kênh và chia sẻ rồi ok. Các số hotline của em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn năng lượng 3 cánh quá này. Đèn năng lượng 3 cánh thì đây nó sẽ là một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời và có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này về thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó nhá, tấm pin năng lượng pin dài này. Có cả điều khiển từ xa luôn nhá, có cả điều khiển các bác có thể dùng điều khiển từ xa này. Và lưu ý các bác là con này thì mình chỉ để ở cái vị trí thấp thôi và các bác có thể rút ra để mang đi mang lại được, tại vì con này của nó thì khi mà các bác cắm sạc vào thì nó lại không lên nhá, cắm sạc nó không lên. Đấy đây. Mới hôm qua về cái thùng mà trong nhà ấy, mà kia để trong nhà. Một thùng to anh mới bóc mà. Đây, đấy thì con này khi mà các bác cắm sạc vào nó sẽ không lên nhá, cho nên các bác phải rút sạc ra cho em này. Đấy, rút sạc ra là nó sẽ lên bình thường. Ở đây con này rất là sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất của nó là lên tới 500W nhá, 500W đi. Cái này còn là độ sáng bao nhiêu thì tùy theo của các bác thôi. Đó thì mặc định của nhà sản xuất như nào thì em cũng nói như thế thôi, nhưng nói chung là nó cũng rất là sáng và nó có thể xoay chuyển như này các bác này. Đấy, có thể lật đi lật lại như này. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy, ánh sáng rộng các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là làm các công việc, nói chung là cũng rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng 3 cánh, giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hả? 180.000 các bác nhá. Đấy, lô này hàng về giá tốt 180.000. Con này thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện, các bác chỉ cần là cắm sạc pin năng lượng mặt trời vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời như này. Đấy, dây dạ cái thứ đàng hoàng, và kèm thêm cho các bác là một cái điều khiển nữa để các bác sử dụng luôn. Nó cũng rất là tiện và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời này. Đèn năng lượng mặt trời này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá. Các bác lên theo là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chai như này nhá, 5 chai như này. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá, dòng nước hoa chiết cho nên là cái dung tích của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái này thôi, nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng mà một hộp này của nó thì nó được tới 5 chai liền các nhá. Một hộp của nó được tới 5 chai liền cho nên các bác thao hồ sử dụng luôn. Và nó sẽ là thuộc cái dòng là nước hoa lan như này các này. Nước hoa lan như này, rất là thơm luôn. Mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể sử dụng để mình sức ở nhà hoặc là khi đi ra ngoài cũng rất là ok, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, giá của nó chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai như này, bao gồm cho các bác là 5 chai. Nó là dòng nước hoa chiết, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay này thôi nhá. 60.000 cho 5 chai này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này và có kèm cho các bác là cáp sạc nhá. Nó thì nó sẽ có hôm thì lô về màu đỏ, có hôm thì lô về màu xanh đậm, có hôm thì về lô màu quân đội nhá. Hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có kèm một cái cáp sạc như này. Con này thì màu sắc cực kỳ là đẹp luôn và nó bằng nhựa nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, các bác có thể bật lên như này. Và con này có thể điều chỉnh tăng giảm chiết áp nhá. Đấy, vừa tắt bật vừa tăng giảm chiết áp được luôn. Đấy, các bác có thể tắt đi này, bật lên này và tăng giảm chiết áp rất là ok nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang phân phối tới các bác giá chỉ có 130.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ sử dụng một cái quả pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể, hỏng pin thì các bác có thể mua thêm pin. Bên em có bán 30.000 quả pin như này thôi. Giá chỉ có 30.000 cho một quả pin này thôi, rất là tiện các bác nhá. Đấy. Và con này thì các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách rồi nhà hàng khách sạn đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá, đèn mang sông này. Đó, đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con massage cánh bướm nhá. Có lên cho là massage cánh bướm. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân massage này, một máy như này. Về nhà thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng ra cho em này. Đó, sau đó thì các bác dán trực tiếp cái phần miếng dán này lên lên cái phần cơ thể của mình nhá. Đấy, lên phần cơ thể của mình này. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con máy như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, lắp cái máy này vào đây này. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em. Đó, các bác kết nối vào đây cho em này. Đây, kết nối vào cái phần máy này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó, bật lên này. Bật lên thì là bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy nhá. Đấy, và các bác cứ thế mình bật lên. Sau đó thì mình dán vào cho em này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra. Mình dán vào đây. Đây, em sẽ dán trực tiếp lên cái phần bắp đùi này cho các bác xem này. Đấy, đây dán trực tiếp lên bắp đùi nhá. Sau đó thì các bác bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy này.
Đấy bác thấy không, máy chạy khỏe luôn. Đấy đây em mới bật có gọi là cấp độ 1 thôi mà nó đã chạy rung như này được các bác này. Đấy thì con này nó sẽ là vừa massage xung điện vừa là rung luôn nhá. Vừa rung vừa massage xung điện luôn. Đó, dùng rất là đã các bác này. Đấy các bác có thể tăng ở đây nhỉ, tăng cấp độ ở đây. Đấy các bác thấy nó giật cái bắp đùi em kinh không? Đó thì massage cơ thể rất là tốt luôn. Các bác ấn dấu cộng thì nó sẽ lên. Ấn dấu cộng là hai lần là máy bắt đầu chạy này, ấn dấu trừ đến hết là nó sẽ tắt đèn này. Và chữ M này là đổi chế độ nhá. Đó và các bác cứ dán vào cơ thể này, chỗ nào đau nhức mỏi thì các bác dán vào cho em để giúp cho nó massage cơ thể này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con massage cánh bướm như này, giá chỉ có 40.000 thôi, 40k cho con massage cánh bướm như này nhá. Đấy lên cho em là massage cánh bướm, giá sẽ là 40k. Đó. Massage cánh bướm này, đó. Massage cánh bướm nhá. Đó, nó hình cánh bướm như này nên lên cho em là massage cánh bướm nhá. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 trong chiếc massage cánh bướm như này. Rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác sạc pin một cho em là xong. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho các bác. Cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác Thiên Nga nhá. Các bác lên cho em là lọc rác Thiên Nga. Con này thì dùng nó rất là tiện, ví dụ như là các bác ở trong cái chậu rửa bát nhà mình ấy, nó có rác rửa, các bác chỉ cần đưa cái lọc rác này vào, mình đổ rác vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện, nó không như là những cái chậu, những cái rổ khác thì nó khó này. Và nó con này thì nó sẽ có cái quai đeo mà mình đeo trực tiếp lên cái phần đầu bếp ga này là xong này, à đầu cái phần vòi rửa là xong. Đó, nó rất là tiện dụng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, chỉ có 25k thôi. 25k lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Lọc rác con này nó sẽ là hình Thiên Nga cho nên bên em gọi nó là lọc rác Thiên Nga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000. Đây em sẽ có video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha, nếu bình thường các bác dùng những cái rổ như này thì nó rất là mất công và bẩn thỉu này. Đấy các bác chỉ cần treo vào cái góc cho em. Đấy rác rồi đồ ăn đồ uống thực phẩm, sau đó thì mình đổ rác vào trong thùng, sau đó thì mình lại lấy cái rổ này mình đựng bú rác các thứ luôn, rất là tiện nhá. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây về nhà các bác đẩy cho em cái lẫy khóa này ra này. Đẩy cái lẫy khóa này ra thì mới bật được nhá. Đấy nó sẽ có lẫy khóa như này, các bác đẩy hết cho em cái lẫy khóa này ra thì mới bật được này. Đây. Các bác bấm này nó sẽ lên này. Đấy, bấm này sẽ lên này. Đây lửa con này, đó. Đấy thấy không? Đó, rất là ngon luôn. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mồi bếp khò, bếp ga rồi nói chung là để nhóm lửa, nhóm bếp cũng rất là ok. Lên cho em là bật lửa cây giá sẽ là 40k nhá. Đó, bật lửa cây giá sẽ là 40.000. Đó, bật lửa cây này, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây nó sẽ có cái lẫy khóa nhá. Có cái lẫy khóa thì về nhà các bác phải thả cái lẫy này ra này thì mình mới bật được này. Đây, qua này. Đó, qua theo. Đây. Đấy rất là ngon luôn. Chỗ này em nó đang có lửa, đang có gió cho nên là nó bị tắt nhá. Đó. Khóa cái lẫy nào cho em là xong. Đó. Để phòng trẻ con nhá các bác nhá. Và có điều chỉnh ga to nhỏ đây. Đấy lên cho em là bật lửa cây giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng đi nhanh thôi. Đây nó sẽ là một cái đốc sạc và pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Đấy, bên em bán theo combo cả đốc cả pin như này, về nhà các bác dùng pin hết thì mình lại lôi ra mình cắm vào cái đốc sạc này cho em. Đó, cả đốc cả pin là 65.000 nhá. 65.000 cho combo như này và không có bán lẻ nhá. Để lên cho em là đốc sạc kèm pin này. Đó, đốc sạc cộng với lại pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k trên một bộ nhá. 65k trên một bộ, bên em không bán lẻ nhá. Đấy, lưu ý các bác vậy luôn, không bán lẻ, chỉ có bán đốc sạc kèm pin như này thôi. Pin này của nó là pin đồng hồ và pin lắp vào mic karaoke đấy. Nếu các bác mà dùng cái mic karaoke pin dài thì nó đúng là loại này luôn. Còn cái mic karaoke mà pin đôi thì em không nói làm gì rồi. Còn pin dài thì chuẩn là loại này luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là đốc sạc kèm pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tất của Nai nhá, tất của Nai. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu ghi và màu đen. Đấy, có màu ghi và màu đen. Đấy các bác lên cho em là tất tất hộp 5 nhá. Đây nó sẽ là một cái loại tất cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực tốt luôn, chống hôi chân, chống nấm mốc rồi nói chung là chống các loại chống luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì sẽ là 80.000. Đấy, tất hộp 5, một hộp là 5 đôi và giá sẽ là 80.000, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Lên cho em là tất hộp 5 này. Tất hộp nhá, đựng trong hộp như này, tất hộp 5, hộp của nó là 5 đôi và giá sẽ là 80k nhá, 80.000 cho 5 đôi tất như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Đấy, ví xanh. Cầm cho anh là cái ví hồng này. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh, một con ví xanh như này thì nó sẽ đầy đủ các cái bộ phận cho các bác này, bao gồm như là lấy dây tai này, nặn mụn này, rồi mài móng này, rồi nạo gót chân này, có cả nạo gót chân và có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn nhá.
bốn cái bấm móng như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, bốn bấm móng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k thôi. Lên cho em là bộ móng xanh nhá, à ví xanh nhá. Con này thì các bác lên trực tiếp cho em là ví xanh luôn. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này nhá. 100.000 cho một em ví xanh như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 cái bấm móng này. Bốn bấm móng này, rồi lấy rái tai này, nặn mụn này, rồi nạo gót chân nhá, có cả nạo cả mài luôn. Cái này để mài này, các bác thay cái lưỡi này đi để mài này, rồi kìm kéo, rồi nhíp nhổ các thứ, nhổ râu. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái ví hồng nhá. Các bác lên cho em là ví hồng. Con ví hồng này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút là 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy, 60k nhá. Ở đây thì nó sẽ cũng đầy đủ cho các bác luôn, ba cái bấm móng này, một kéo, một kìm, rồi nặn mụn, rồi tẩy, rồi mài móng, rồi lấy rái tai các thứ, cũng đầy đủ combo cho các bác. Nhưng mà cái này của nó thì nó sẽ ít chi tiết hơn, nó không có cái nạo gót chân mà chỉ có ba cái bấm móng thôi. Đấy, thì con này nói chung là dùng cũng ok thôi, hàng đẹp chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, lên cho em là ví hồng nhá. Có hai mẫu, một mẫu ví xanh và mẫu ví hồng. Các bác lấy mẫu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, tiền nhiều thì sản phẩm nhiều, tiền ít thì sản phẩm ít nhá. Lên cho em là ví hồng nhá. Lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con ví hồng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa la bàn. Màu của nó là màu vàng gôn rất là đẹp này. Đấy, một con màu vàng gôn rất là đẹp. Và nó sẽ là một con bật lửa kèm la bàn này, kèm khui bia, rồi kèm móc khóa luôn. Hàng đa di năng nhá. Đấy. Con này thì bật lên thì nó sẽ có đèn lên này. Đấy, bật lên, khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn lên như này. Đó, có đèn lên và đèn của nó cũng là đèn 7 màu luôn, rất là đẹp này. Đấy, đèn lên 7 màu luôn. Bật lửa la bàn, móc khóa, rồi khui bia nhá. Đấy, rất là nhiều chức năng cho một con bật lửa như này. Đấy, có dây móc khóa đeo cho bác luôn nhá. Có cả dây móc khóa đeo như này rất là tiện này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bật lửa la bàn như này nhá. Màu vàng gôn rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là bật lửa la bàn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Đấy, lên cho em đó là bật lửa la bàn này, bật lửa kèm la bàn luôn. Thì lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa này, la bàn này. Đấy, giá của nó sẽ là 120k. Bên shop có mấy mẫu cơ, cho nên các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Rồi ok. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy rót rượu nhá. Máy rót rượu đây. Thì hàng của nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Máy rót rượu này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì chỉ có 270.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Lên cho em là máy rót rượu. Giá sẽ là 270k bao ship đến tận nhà này. Máy rót rượu này. Máy rót rượu nhá. Máy rót rượu 270k nhá. Đó. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy bơm như này nhá. Có công tắc này, các bác bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Sau đó thì nó sẽ có cho các bác là đây, ở đây thì hai cái chén này là của em nhá. Đấy, còn lại thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một khay như này để các bác có thể bằng inox nhá, để mình đựng rượu vào đây này. Một khay nhựa nữa để các bác cho đá vào đây nhá. Khi mình cho đá vào đây ấy thì nó sẽ rất là tiện ích luôn. Khi các bác cho đá vào đây thì nó giữ lạnh cho rượu này, nó làm lạnh cho rượu rất là tốt luôn. Và các bác chỉ cần đặt lên như này, bật công tắc lên cho em. Lưu ý các bác là khi bật công tắc lên thì các bác phải đặt cái cốc sát vào đây nhá. Thì nó mới chảy này. Đấy, sau đó thì các bác lại đặt vào này. Lại đặt vào nó lại chảy này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, đây. Rất là ngon lành luôn, rót rượu cực kỳ dễ dàng và tiện dụng luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy rót rượu. Con này thì dùng cực kỳ là ngon đấy các bác này. Đấy, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, đặt vào sẽ lên này các bác này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đấy. Rót đầy tràn luôn nhá. Các bác có thể tùy chỉnh. Đấy, tùy chỉnh. Đây là dây điện. Vì bỏ cái máy xay khô này. Các bác có thể tùy chỉnh cái lượng rượu này cho mình sử dụng nhá. Đấy, nhiều ít là mình tùy chỉnh được này. Đấy, ví dụ như đây là em đang đặt vào này. Đấy. Đây, đấy. Muốn giảm đi này, giảm đi thì lại cho giảm đi là xong. Đó, đây rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là máy rót rượu 270.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lên cho em là máy rót rượu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá. Máy xay khô. Thì đây nó sẽ là hàng đựng trong hộp như này. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn, chỉ có 120k thôi. Lên cho em là máy xay khô này. Máy xay khô giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Đây, thông số này 250W này, điện 220V và dòng 50Hz nhá. Đấy, 250W cho con máy xay khô như này. Dung tích của nó sẽ là 700ml các bác nhá. 700ml các bạn. Đó.
Và đây thì sản phẩm sẽ là một con máy như này con này. Đây là em đã cho gạo vào nhé, cho gạo vào em sẽ xay cho bác xem này, rất là ngon lành luôn. Các bác cắm trực tiếp điện 220. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này, các bác này. Để con thấy không? Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Chạy rất là khỏe và êm luôn các nhá. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy. Đấy em cho gạo mà xay nó ra bột luôn các bác nhá. Đấy, kinh. Gạo mà xay được ra bột luôn. Thế mới sợ thì các bác thấy không? Đây. Đấy, em cho gạo mà xay nó ra bột mịn như này các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá 120.000 thôi. Đây, gạo xay ra bột mịn như này các bác này. Các bác có thể dùng để xay đỗ tương này, xay đậu, xay lạc, xay cà phê, xay tiêu, xay điều, xay các loại xay nhá. Nhưng mà con này thì nó chỉ dùng để xay khô thôi nhá, chứ không cho nước vào được đâu. Cho nên các bác lên mã giúp em là xay khô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy xay khô như này. Giá của nó sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một mã máy xay khô như này nhá, 120k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, nó là cái chai xả chanh này các bác này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là xả chanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là xả tinh dầu xả này, lên cho em là tinh dầu xả. Cái này thì các bác dùng để mình xịt ra như này. Đấy. Xịt ra như này thì công dụng của nó thứ nhất là nó sẽ là làm xua đuổi côn trùng này, khử mùi hiệu quả này, tránh nấm mốc này, hương thơm mang lại cảm giác thoải mái cho căn phòng này. Đấy, lên cho em là xả tinh dầu xả nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả này. Đấy, tinh dầu xả. Giá của nó sẽ là 15k trên một chai, và các bác mua từ 3 chai trở lên thì sẽ là bằng 40.000 nhá. 40.000 cho 3 chai và 15.000 thì trên là 15k là trên một lọ nhá, trên một lọ như này. Đấy. Nó sẽ là 15.000 trên một lọ tinh dầu xả như này. Đấy, tinh dầu xả 15k nhá. Còn mua từ 3 lọ thì sẽ là 45k. 3 lọ sẽ là 40.000 cho 3 lọ nhá. 40.000 cho 3 lọ. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy xanh nhá. Con này thì chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi, tẩy ô tô các thứ cũng đều được nhá. Đấy, thì nói chung là nó dùng để mình tẩy các cái vết bẩn, đặc biệt là cái vết dầu mỡ ở xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô các bác này. Đây, thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem như này. Về nhà các bác cho vào cho nước và sau đó thì mình đánh đi cho em là nó sẽ sạch luôn và rất là hiệu quả luôn nhá. Lên mã giúp cho em là tẩy xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Đấy, lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Đó. Tẩy xanh này, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một lọ tẩy xanh này các bác này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Cáo không mọi người cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ủa, rất là ok các bác nhá. Giá chỉ 25.000 thôi. Cầm cho anh cái bàn là đứng nào. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bàn là mini nhá. Bàn là mini. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con bàn là mini như này. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này và có thể gấp gọn được này, có thể gấp gọn được nhá. Có cả điều chỉnh nhiệt độ luôn. Đây. Đấy, em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đấy, có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ. Đây, đấy, có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy. Có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ hết cho các bác nhá. Đấy, đây đèn báo này. Đấy, các bác xoay như này là đèn báo nó lên này. Đấy, như này nó sẽ tắt này. Đấy, tức là lúc nào nhiệt lên thì nó sẽ lên, còn nhiệt giảm thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, chứ không phải là lúc nào đèn cũng sáng đâu. Đó, đây đủ nhiệt độ là nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đây. Đấy, con này thì độ nóng của nó cực kỳ là nhanh luôn, nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, em vừa nãy cho có một tí mà nó đã nóng rất là nóng rồi các bác này. Đấy, rất là nóng rồi đấy. Các bác thấy không? Đấy, rất là nóng luôn, sờ tay vào đã nóng bỏng rồi. Đó, thế nên là con này dùng rất là nhanh luôn. Thì con này các bác dùng để mình là quần là áo khi mà mình ở nhà hoặc là đi du lịch biết, con này nó sẽ có cả hơi nước luôn. Đấy, rất là nóng thôi nhá. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái phần này. Cái phần này, cái phần cán này để các bác cho cái ấy vào đây cho em này. Cho cái nước vào đây. Đấy, cái phần cán này là cái phần quai cầm này, các bác cho nước vào đây cho em này. Cho nước vào đây. Đấy, các bác cho nước vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng tính năng phun nước bình thường thôi. Đấy, phun nước bình thường. Khi phun nước thì các bác chỉ cần là nhấp như này thôi. Nhấp này, đấy, nhấp này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện luôn nhá. Thì là rất là ngon luôn. Đấy, là rất là phẳng và ngon nhá. Đấy, em vừa nãy cắm có một tí mà nó đã nóng chút đi rồi các bạn này. Nóng lắm các bạn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 135.000 cho một con bàn là như này. Đấy, có thể gấp gọn như này nhá. Có thể gấp gọn như này. Con này thì nó sẽ là dùng điện 220V này. Đấy, điện từ 200 đến 240V nhá. Đấy, công suất của nó là 700W, 700W các bác này. Nóng rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là mini nhá. Bàn là mini, giá sẽ là, lên cho em là bàn là mini, giá sẽ là 135.000. Đó, 135k cho một cái mã bàn là mini như này. Và nó
Lên cho em là bàn là mini, giá sẽ là 135.000 cho một con bàn là mini như này nhá. Con này thì cũng có kèm cho bác là hơi nước luôn cô nhá. Đấy. Bàn là mini, giá sẽ là 135k. Đó, bàn là mini này. Bàn là mini giá sẽ là 135k nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái bàn là mẫu cao cấp hơn. Đó là bàn là đứng nhá. Qua lên cho em là bàn là đứng. Con này thì nó sẽ là chủ yếu là tác động bằng hơi nước là chính nhá. Tác động bằng hơi nước là chính. Và nó là cực kỳ là sạch và phẳng luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy cực kỳ chất lượng như này con này, cực kỳ chất lượng như này con nhá. Hàng cầm cực kỳ là chắc và đầm tay luôn. Đấy, ở đây thì các bác tháo cái lẫy này ra cho em này, tháo lẫy này ra cho em. Sau đó thì mình cho nước vào đây nhá. Đây nó sẽ có cái khay, cái giòn này các bác cho nước vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất là tiện dụng các bác này. Đấy. Và con này nó có cả lẫy khóa ở đây này, các bác có thể xoáy ra được đây này. Đấy, có mở khóa ở đây các bác có thể tháo ra gấp gọn được đây này. Đấy, em cũng không tìm hiểu cái tính năng này lắm đâu. Đó, hàng thì nó sẽ là sử dụng điện 220V này. Đấy, 1500W này, 1500W điện 220V và dung tích đựng của nó sẽ là một cái khay này của nó sẽ là 260ml nước nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện trực tiếp vào, sau đó thì mình cho nước vào là mình là thôi. Và đây nó sẽ có một cái đầu chảy như này các bác này. Đấy, đầu chảy như này để khi mình là mình vuốt là nó sẽ phẳng luôn. Con này của nó thì dòng là của nó là thuộc là hơi nước nhá, cho nên các bác dùng thì cực kỳ yên tâm luôn, không bao giờ lo bị cháy quần cháy áo, kể cả các bác có để quên. Và ưu điểm của con này thì các bác luôn phải cầm tay để vuốt nhá, các bác bỏ đứng xuống như này thì nó đã rời ra khỏi quần áo rồi, chứ không phải như cái bàn là kia là lúc nào phải để nằm trên bàn, nhiều khi mình không để ý là sẽ cháy quần cháy áo, nhưng con này thì không. Đấy, cực kỳ yên tâm cho bác luôn. Và giá sẽ là 370.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000. đó, bàn là đứng này, giá của nó sẽ là 370k nhá, 370.000 và bao sim tận nhà cho bác luôn, sử dụng điện 220V. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện trực tiếp 220 này cho em là mình sử dụng mình là thôi. Đó, ở đây thì nó sẽ hơi nóng, hơi nước nó sẽ ra nhá. Đấy, và công tác ở đây các bác này rất là tiện dụng luôn. Thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây này, đó. Liệu một chiếc bàn là hơi nước hơn 1 triệu đồng bây giờ bán với giá hơn 300k có làm các chị thất vọng? Các chị ơi, các chị đang mua em này với giá thị trường hôm lại này, và bắt đầu mình sẽ bấm cái nút này là các chị ạ. Đấy. Và nó hệ thống chống cái tình nhàn hơn rất là nhiều rồi các chị ạ. Sản phẩm đây. Em bảo các chị ạ, chế độ sạch tay. Đang bán 350. Giá rất là ngon luôn con này. Đấy. Đấy, họ đang bán là 350.000 nhá, và chưa bao ship, bên em bán thì sẽ là 370.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, là cực kỳ là ngon luôn, hơi nước xịt ra rất là mạnh nha, và là rất là thích luôn. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đây nó sẽ là một con võng cực kỳ chất lượng như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái túi đựng như này nhá. Và một con võng cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn. Chất liệu của nó là vải dù của Nhật nhá. Vải dù của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có sẵn dây cho bác luôn này, có sẵn dây đeo như này các bác này. Rất là tiện dụng nhá. Và con này thì giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 90.000 cho một con võng dù quân đội Nhật như này thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là võng dù quân đội Nhật này. Kích thước thì cái chiều ngang của nó thì nó sẽ được vào khoảng là 7-80cm nhá. Chiều ngang thì khoảng 80cm, chiều dài thì nếu mà tính cả quai này thì nó vào khoảng là 2m2-2m4, và tính nguyên thân võng thì khoảng 1m8-2m nhá. Đấy, khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá, 90k cho một con võng dù quân đội Nhật như này. Vải của nó sẽ là vải dù cực kỳ dày dẫn chắc chắn, và dệt của nó sẽ là dòng dệt 3D thoáng khí nhá. Dệt 3D thoáng khí cho nên các bác nằm thì nó cực kỳ là êm ái, thoáng mát và nhẹ nhàng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các nhá. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật, rất là đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù này, đấy, võng dù quân đội Nhật này, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đây, em sẽ trưng lên cho các bác xem. Một con võng rất là đẹp như này, banh banh ra. Đấy, banh ra. Đấy, rất là đẹp các bác này. Các trông thấy chưa? Đấy, màu sắc của nó rất là đẹp luôn, quai kiếc cực kỳ chắc chắn luôn, và có cả dây đeo như này. Rất là đẹp tuyệt vời như này nhá. Và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác có thể mua về để đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, ném anh cái điện thoại. Bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình giữ nhiệt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bình giữ nhiệt này. Bình con này thì bên shop lên nó là bình thể thao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bình thể thao như này, giá của nó chỉ có 80.000 cho một con bình thể thao như này thôi. Giá siêu rẻ cho các bác, siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, không ở đâu có cho các bác một cái bình đẹp như này mà giá chỉ có 80.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, đi đâu mà mua được một cái bình đẹp như này mà 80k các bác ơi. Đó. Chả đi đâu mà mua được đâu, ở ngoài shop Phạm Huấn này thôi các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một con bình đẹp như này, dung tích của nó sẽ là 1 lít cả vỏ nhá, 1 lít cả vỏ này.
rất dày dẫn chắc chắn nhá. Inox 316 nhá, Su 316 con này. Su 316 có lưới lọc luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. Ưu điểm của con này nó lại có cả quai đeo như này nhá. Có quai đeo thì các bác có thể đeo lên xe này, đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch đều được hết nhá. Đấy, không có cái quai này nó rất là bất tiện, các bác để đâu nó cũng vướng víu, khó để điều chỉnh nhá. Đấy, nắp xoáy thì sẽ là có giòn như này nhá. Nắp xoáy có giòn như này các bác này, nắp xoáy có giòn như này các bác này. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Đó, có giòn chống nhiệt, chống nước cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Đó, dung tích của nó là 1 lít cả vỏ bình thể thao này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bình thể thao như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bọc yên nhá. Các bác lên cho em là bọc yên này. Con này thì yên to, yên nhỏ, yên lớn, yên bé, yên mẹ, yên con, yên SH, yên Novo, rồi yên các loại yên đều vừa hết nhá. Nó là dòng chun co giãn như này. Các bác có thể đai ra đai vào đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái bọc yên như này. Thì các cái loại yên xe đều bọc được hết nhá. Con này thì nó sẽ là dòng lưới cước dệt 3D thoáng khí. Khi các bác sử dụng thì nó sẽ gọi là thông thoáng nhá, chống nóng, chống nước cực kỳ là tốt luôn. Chỉ cần bọc vào yên là xong. Đấy, lên cho em là bọc yên xe, giá của nó sẽ là 80k. Đó. Bọc yên xe giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bọc yên xe như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn các bác nhá. Đấy, ví dụ như cái yên xe của mình này, mình chỉ cần đai vào như này cho em là xong này. Đấy, chống nóng, chống nước này. Đấy, giảm nhiệt độ rất là tốt luôn nhá. Nước cho vào cũng khô luôn. Nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần bọc vào cho em như này là xong rồi mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có dây chun co giãn, nó cũng rất là tiện luôn. Đấy, và giảm được nhiệt độ rất là tốt luôn. Đặc biệt là mưa thì không bị thấm nước. Đấy, các bác có thể ngồi trực tiếp được luôn nhá. Trời mưa cũng được mà trời nắng cũng được, rất là ok. Mà lại bọc lên nó mới cái xe nó đẹp lên bao nhiêu luôn. Lên trên là bọc yên xe giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Các bác lên cho em là xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dòng bình xịt như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con bình xịt chống thấm như này nhá. 45k cho một bình xịt chống thấm như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn nhá. Dùng rất hiệu quả luôn các bạn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên đến 10 năm, chân nhà bị sụt, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt Nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất người. Đây là bình xịt chống thấm rột Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Chân nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt Nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng độc lạ và giá thì chỉ có cho các bác là 10-20k thôi. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nhá. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không lúc các bác nhận hàng các bác không kiểm tra xong các bác thanh toán xong đến hàng lỗi, hàng hỏng hoặc là có vấn đề gì trục trặc các bác lại bảo bên em không có trách nhiệm thì nó mất công. Các bác lưu ý giúp cho em. Đang nóng lên rồi. Mã sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop còn 4 cái đồng hồ nữa các bác nhá. 4 cái đồng hồ nữa. Thì con này thì không biết là nó lỗi máy hay như nào thì nói chung là hàng không chạy. Đấy thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá 20.000 cho một cái đồng hồ như này. 20.000 các bác nhá. Đấy. Thanh lý giá chỉ có cho các bác là 20k thôi, bán xả lỗ nặng cho các bác luôn. Xả lỗ nặng các bác nhá. Đấy. Một con đồng hồ như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Bên em còn 4 con nữa. Đấy bác nào lấy thì lấy các bác nhá. Đấy còn 4 con nữa thôi. Giá thanh lý cho bác 20.000 cho một chiếc đồng hồ như này. Hàng thanh lý là yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá, kể cả 20.000 cũng phải chuyển khoản bên em mới bán. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thanh lý này. Đồng hồ thanh lý giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k và bên em có 4 cái nhá, còn 4 cái nữa. Đấy, 20k trên một cái nhá. Không các bác lại hiểu nhầm 20k 4 cái.
20.000 trên một chiếc như này, và em bán là 20.000 một chiếc, và còn 4 chiếc là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhé. Đấy, chứ còn nhận hàng thanh toán là bên em cũng không bán đâu. Đấy, hàng thanh lý rồi cho nên là bắt buộc là phải chuyển khoản bên em mới bán cơ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Winling, hàng của Đức các bác nhá. Bộ nồi 6 món hàng của Đức đây. Hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện đựng trong cái hộp như này đây. Hàng của Đức các bác này, Germany nhá, Germany. Đó, hàng của thương hiệu Beijing nhá, Beijing của Đức các bác này. Đấy, En Beijing các bác này. Uy Bình của Đức, nói chung là chữ Đức thì nó lằng ngoằng, nó hơi khó đọc. Hàng của Đức các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Germany các bác này, Germany hàng của Đức. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức 6 món này, bộ nồi Đức 6 món thì con này bên em sẽ bán theo cái chương trình như sau. Đấy, bắt buộc là phải cọc nhá. Đấy. Bắt buộc cọc này. Đấy, bắt buộc cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá. Đó. Bộ nồi này thì bắt buộc các bác phải cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá, cọc 100. Đấy thì giá của nó sẽ là 740.000 nhá, 740.000. Còn bác nào chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết thì bên em ưu tiên cho bác là chuyển cho em 700.000 thôi. Chuyển cho em 700.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác là xong. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi vung lệch như này nhá, nồi vung lệch như này. Hàng thì lưu ý các bác là nó sẽ là một cái dòng hàng đáy 5 lớp nhá. Đấy, đáy 5 lớp như này thì các bác có thể đun được bếp từ này, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Đây, logo của hãng này. Đấy. Kính của nó là bằng kính cường lực này. Mặt nắp và quai thì đều là hàng mạ vàng hết nhá, mạ vàng 18 carat. Cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì con này của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. 2 lít quai lệch này. Đấy. Sau đó thì đến cái con này là dung tích là 2 lít quai bằng này, 2 lít quai bằng này. Đấy. 2 lít quai bằng cho các bác luôn. Đó, 2 lít quai bằng này. Tiếp theo là đến con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. 3 lít như này. Đấy. Hàng đế của nó rất dày các bạn, dày lắm luôn. Đấy, dày siêu dày cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đó, con này thì giá rất hợp lý rồi. Giá chỉ có 700.000 đối với bác nào chuyển khoản hết, còn 740.000 là nhận hàng thanh toán nhưng vẫn phải cọc trước 100. Đó, tiếp theo con này nó sẽ là dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, em này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít này. 4 lít cho em này các bác này. Đấy, em này sẽ là dung tích 4 lít nhá. Đấy, dung tích 4 lít cho em này. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em này dung tích của nó sẽ là hàng cực kỳ là đại luôn, hàng 5 lít nhá. 5 lít này thì các bác có thể luộc một con gà thoải mái quá nhá. Luộc một con gà 2-3 cân là thoải mái luôn. Thoải mái cho các bác luộc một con gà 2-3 cân, 4 cân cũng được. Đó, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đây, 5 lít nhá. Cái này thì em sẽ báo theo lít nhá, báo theo lít để các bác nắm được nhá. Hàng siêu dày luôn, đế 5 lớp này. Đó, các bác có thể đun được 5 loại bếp này. Đấy, bếp ga này, bếp Glassimic này, halogen này, rồi electric này. Đấy, bếp điện, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Và tiếp theo là một con chảo nhá. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20 con này thì nó vào khoảng là 28 cm gì đấy nhá. Con chảo này thì vào khoảng 28 cm. Đó, chảo này thì 28 cm các bác nhá. Đó. 27-28 cm gì đấy. Đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và con này thì có nắp đậy nhá. Đấy, ưu điểm của con chảo này có nắp đậy. Các bác có thể chiên rán này, đồ ăn thừa mình có thể là đậy vung vào là xong. Hoặc khi mình chiên rán có vung đậy như này. Chảo có vung thì mình chiên rán nó sẽ không bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài các bác nhá. Rất là tiện ích cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho Phạm Huấn đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bắt buộc cọc trước 100.000 thì sẽ là 740, còn chuyển khoản hết thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là kìm vàng đa năng nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này các bác này. Lên cho em là kìm vàng đa năng. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000 nhá. Đó. Kìm vàng 130.000. Đó, 130.000 cho. Cảm ơn cái kìm đỏ đây. Cảm ơn cái kìm đỏ. Kìm vàng, cảm ơn cái kìm đỏ đây. Kìm vàng sẽ là 130.000 nhá. 100 một chiếc thôi. 130.000 cho con kìm vàng như này. Con này thì chức năng của nó sẽ là bấm tuốt dây này, bấm cốt này, rồi cắt dây cắt giếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì bên shop về đợt này nó sẽ có hai mã nhá, một mã kìm vàng và một mã kìm đỏ. Chất lượng thì hàng đều là hàng của Nhật nhưng con kìm đỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy,
hàng nội địa của Nhật đấy. Đấy, một hàng thì là Nhật xuất Mỹ, một hàng là hàng nội địa của Nhật nhá. Thì con kìm đỏ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 100.000, còn con kìm vàng này là 130.000 nhá, 130.000. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có một cái lò xo chữ V đẩy này, một cái lò xo chữ V để đẩy ra cho các bác này. Đó, còn con này thì nó khá là trơn rồi cho nên là cũng không cần phải lò xo, mình dùng trực tiếp bằng tay thôi. Nó sẽ có là tuốt dây này, bấm cốt cắt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì lên cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000. Đấy, còn con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Kìm đỏ giá sẽ là 100, cán là màu đỏ mà, lên cho em là kìm đỏ này. Giá sẽ là 100k cho mấy em kìm màu đỏ này thôi. 100.000 các bác nhá. Thì các bác có thể lấy kìm vàng hoặc lấy kìm đỏ thì lấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Nồi này thì bên shop lên nó sẽ cái mã này nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, giá sẽ là 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên không dầu nhá, nồi chiên không dầu này. Đấy, nồi chiên không dầu. Cái này của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít này. 10 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 590k nhá, 590.000. 590.000 cho một con nồi chiên 10 lít như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lưu ý các bác là 10 lít cả vỏ nhá, hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, hàng sử dụng điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V. Công suất 1500W, 1500W, điện 220V rất là tiện ích luôn ạ. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng nhá, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thì nó sẽ có một cái lưới như này các bác này, thì các bác có thể để vào đây để khi mà mỡ màng các thứ nó chảy xuống này. Đấy, và nó sẽ có chân như này luôn thì các bác để là cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, và con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì phải vặn cho em hai công tắc nhá, cả công tắc phút cả công tắc nhiệt độ này thì nó mới lên các bác nhá. Còn nếu các bác vặn nguyên nhiệt độ không thì đèn nó sẽ không lên đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy. Con này thì nó sẽ là dơ le ngắt nhá. Đấy, nó sẽ có dơ le ngắt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590.000 cho mấy em nồi chiên như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây là cái con mai so của nó này. Mai so này, cánh quạt này. Đấy, đây là cái cánh quạt này, cánh quạt bên trong này. Và đây thì nó sẽ có cái thoát khí này, thoát hơi đấy các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia thìa hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 304L nhá, 304L con này. Đấy, inox 304, không bắt nam châm luôn. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái. Một cái bộ thìa này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức. Hàng cực kỳ ngon lành, dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 55.000. Đó. Lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đấy, tại vì là em có cả bán lẻ luôn. Hộp thìa Đức này giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái hộp thìa Đức như này bao gồm cho các bác là 5 cái. Cái này thì các bác lên mã cho em là hộp. Bên em có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì nó sẽ là cả môi luôn. Đấy, có bán lẻ thì đây cái lẻ này nó sẽ là 10 bao nhiêu nhỉ? 30. Cái lẻ này thì nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Hàng cũng của thương hiệu Winling của Đức luôn. Nhưng mà hàng này của nó thì nó sẽ là dày dẫn gấp đôi luôn nhá. Dày dẫn gấp đôi luôn các bạn. Đấy, độ dày của nó gấp đôi cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 30.000. Còn cái này thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức này. Đây, con này. Đấy, cái độ dày của nó khác nhau hoàn toàn nhá. Độ dày của nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, thì các bác biết rồi. Tiền nào của đấy thôi. Một loại là 30.000 một chiếc và một loại là 55.000 cho 5 chiếc nhá. 55.000 cho 5 chiếc thì các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng thôi. Và em bán thì nó cũng là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, cũng là hợp lý thôi. Các bác trông so sánh hai cái là các bác biết rồi. Thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức thì sẽ là 55.000. Còn nếu các bác mua cái loại thìa mà thìa rời như này thì các bác lên cho em là thìa Đức là được rồi. Thìa Đức giá sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên. Rồi các bác lên cho em là thìa lẻ nhá, thìa lẻ này. Đó. Thìa Đức lẻ nhá. Đấy, thìa Đức lẻ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi của Đức đây. Môi này thì nó cũng là hàng thương hiệu Winling của Đức. Con này thì siêu bền rồi, siêu bền, siêu đẹp và ưu điểm của con này thì nó sẽ là không bị đánh dập lõm nhá. Khi mà các bác dùng cái môi mà bị dập lõm thì mình rửa nó rất là lâu sạch và nó sẽ bị đọng nước. Nhưng mà cái môi mà nó dạng như là trơn như này thì khi các bác rửa chỉ cần tuốt qua cái này là xong. Và lòng của nó cũng rất là vững luôn. Hàng inox 304 bền đẹp, sáng bóng và chắc chắn nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức hay hình người đây.
lên cho em là môi Đức nhá, giá sẽ là 60.000 cho một cái môi Đức như này thôi. Đấy, lên cho em là môi Đức, giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một cái môi như này. Đấy, cái môi này thì bên em chỉ có một mã thôi. Các bác lên cho em là môi Đức, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái môi như này nhá. 60k cho một cái môi như này, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. À, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa sứ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 vỉ nhá, 5 vỉ đũa như này. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi như này. Đũa thì bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác có thể dùng là bát sứ, thìa sứ. Đấy, và bây giờ dùng thêm cả đũa sứ nữa là trọn bộ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ là xịn sò luôn. Ưu điểm của con này thì khô nhanh này, không bị nấm mốc vi khuẩn xâm nhập này. Đó, và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, một vỉ 5 đôi. Lên mã giúp cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đó, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ như này. Đấy, 60k trên một vỉ nhá. Một vỉ của nó sẽ là bao gồm là 5 đôi, 60k trên một vỉ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Các bác lên cho em là giá xoay này. Con này thì nó sẽ có kèm cho bác một cái miếng dán như này, thì các bác có thể về để mình dán sticker thì tùy theo các bác thôi. Đó, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Con này các bác chỉ cần là để xuống bàn này, sau đó thì mình nâng lên như này. Đấy, nâng lên như này là xong. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cả nâng cái chiều dài này lên được này. Đấy, và có thể điều chỉnh như này thì nó rất là tiện đây. Các bác này, em để cái điện thoại này rất là ngon luôn nhá. Để đứng để nằm đều được hết nhá. Máy tính iPad, máy tính bảng đều ok hết. Thì có thể rút lên như này, các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, có thể điều chỉnh rất là ngon luôn. Thì lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 40k. Bỏ cái giá đứng ở đây đây. Lên cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy, đợt trước đang là 50k, đợt này cái giá này. Đợt này về cho bác giá còn 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con giá xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái giá cao hơn một chút, đó là cái giá đứng nhá. Cái giá đứng thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này này. Về nhà thì các bác bắt cho em cái chân này vào đây này. Đấy, bắt cho em cái chân này vào đây đã này. Đó, sau đó thì tiếp tục là mình kết nối các cái bộ phận này vào đây cho em là xong. Đây, cái này thì nó sẽ vào đây này. Vào đây sau đó thì các bác lắp cái chân này xuống này. Lắp cái chân này xuống, cái này thì nó có thể đút lên đút xuống được này. Có thể rút lên rút xuống được tùy theo mình điều chỉnh nhá. Đấy, và cái chân này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Đấy, các bác xoáy cái này vào đây cho em. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì các bác kết nối cái này vào. Đấy, về nhà thì kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Trẻ con nó cũng làm được, cho nên là các bác cứ nếu mà các bác có tí tuổi rồi mà không làm được thì cứ mang sang nhà hàng xóm mượn mấy cái thằng trai trai ấy, bảo mày lắp cho bác cái giá này là nó sẽ lắp cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, cho vào đây cho em này. Đấy, thì con này nó sẽ có cho các bác là tụt lên tụt xuống được nhá. Tụt lên tụt xuống được luôn. Nó cũng rất là tiện đây. Đấy, tụt lên tụt xuống như này rất là tiện các bác này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh lên xuống nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác xoáy lỏng lỏng một chút để mình có thể mình rút lên hoặc tùy chỉnh lên xuống được. Đó, và tất cả các cái nấc này đều có điều chỉnh được hết nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần lắp đặt bên này cho em là xong. Sau đó thì xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái chân đỡ này vào. Cái chân đỡ này của nó thì nó khá là nặng luôn, để nó giúp cho cái điện thoại của mình nó giữ ở trạng thái là luôn luôn là thăng bằng nhá, luôn luôn thăng bằng như này các bác này. Rất là tiện các bác này. Đấy, thì đây em sẽ lắp điện thoại vào cho các bác xem này. Đấy, đây thì nó sẽ là cái dạng giá kẹp như này. Đây. Đấy các bác theo. Đây em để đứng thoải mái nhá. Đấy, hoặc xoay ngang này, hoặc các bác có thể ngửa lên ngửa xuống này, hoặc là mình có thể tùy chỉnh cái này để tăng giảm cái độ cao thấp này. Đấy, xoay chuyển đều được hết nhá. Đó, thì nó sẽ là một con giá như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lướt TikTok để xoay đứng như này này, hoặc để ngang như này để xem YouTube này, hoặc có thể xoay chỉnh tùy theo nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lên cho em là giá đứng nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Lên cho em là giá đỡ điện thoại đứng. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Đấy, giá điện thoại đứng này, giá điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một con giá đứng nhá. Còn con giá xoay thì sẽ là 40.000. Rồi, ok. Rồi, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã, thì em lại lên video nhanh để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, muốn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đèn bắt muỗi đen nhá. Đèn bắt muỗi đen. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng cho các bác là 1 mét nhá. Dây dài khoảng từ 80cm đến 1 mét. Và dưới này là một cái khay để các bác đổ muỗi ra này. Đấy, lại bắt đầu vào mùa muỗi rồi. Đấy, đang ra mùa thì rất là sẵn muỗi luôn. Và con này các bác cắm trực tiếp điện 220. Công dụng thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi đen. Đó. Đèn bắt muỗi đen. Đèn bắt muỗi này, đó. Đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con đèn bắt muỗi đen như này. Giá của nó sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác cắm vào thì nó sẽ lên như là một cái
ánh sáng màu xanh nhá. Đây em sẽ cắm cho các bác xem. Con này thì nó sử dụng được tiếp điện 220 và công suất của nó sẽ là 3W nhá. 3W rất là nhỏ luôn, thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy đây, rất là tiện con này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ là lên ánh sáng màu xanh như này. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Khi mà mình con này, khi mà mình chạm vào ấy, khi mà con muỗi nó bay vào nó sẽ chạm vào là nó sẽ bị chập điện, nó giống như đúng như cái vật muỗi luôn nhá. Đúng như cái vật muỗi luôn. Đấy, đây em sẽ gửi cho bác xem này. Nó đúng như cái vật muỗi luôn. Rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây. Đấy, khi mà mình chạm vào là nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đấy, bác thấy không? Đây. Đấy, chạm vào là nó sẽ bị chập điện, là con muỗi nó sẽ bị chập điện là nó sẽ chết các bác nhá. Đó thì đây, nó sẽ xoẹt xoẹt này các bác này. Đó. Đấy, khi các bác mà con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, nó sẽ chập này các bác này. Đấy. Cái này thì nó đúng như cái vật muỗi luôn các bác nhá. Đúng như cái vật muỗi luôn. Đó các bác thấy không? Đó, nó sẽ bị chập như vậy thì con muỗi nó sẽ bị chết các bác nhá. Đó, nó rất đơn giản thôi. Thì con này các bác vừa là dùng làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi được luôn. Nó rất là tiện. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng như vậy để cho các bác có thể sử dụng nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Đấy. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Bắt muỗi đen này, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một con đèn thần tài như này. 60.000 thôi nhá. Con này thì rất là tiện ích luôn, và nó có sẵn pin và dây sạc cho bác luôn. Khi bác nhận được hàng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, và cái phần này của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa này. Các bác kết nối vào cho em xong, bật công tắc lên này là đèn nó sẽ lên, các bác chỉ cần chạm nhẹ này là đèn lên này. Đó, và các bác có thể điều chỉnh chiết áp tăng giảm ở đây nhá. Đấy, con này ưu điểm của nó có cả điều chỉnh chiết áp luôn, rất là thông minh nhá. Các bác có thể để sáng tối tùy theo mình, để trên ban thờ này, ban thần tài và các khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, hàng về thì có màu xanh, màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Và cái giá thì con này bên shop đang gửi tới bác một con đèn thần tài như này, giá chỉ có 60k thôi. Đấy, của nó thì các bác rất là tiện, các bác chỉ cần gõ này nó lên này, gõ này nó tắt này, gõ này nó lên này. Đấy, tắt lên này, rất là tiện nhá. Và có điều chỉnh chiết áp luôn, rất sáng quá, sáng lắm các bác nhá. Đó, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và công suất của nó thì chỉ có 0.4W thôi. Đấy, trước khi mà muốn bật đèn lên thì các bác bật cái công tắc nguồn này cho em. Con này thì các bác có thể di chuyển được mọi nơi, mọi chỗ này. Ưu điểm của nó là không dây dạ lằng ngoằng này, và rất là tiện ích chống cháy nổ nhá. Lên cho em đó là đèn thần tài nhá. Đó, đèn thần tài này. Đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con đèn thần tài như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên cho em là bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho con bình 20 này thôi. Lên cho em là bình 20. Đấy, thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và sáng bóng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Tên mã của nó sẽ là bình 20, dung tích là 2 lít cả vỏ. Và bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, 90k. Lên cho em là bình 20 này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ này. Bình 20, 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình 20 như này thôi. Giá chỉ có 90.000 cho một cái bình như này. Các bác rất là nên mua. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng nhựa như này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, gioăng nhựa cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, nước đun sôi để nguội này. Đấy. Hoặc là các bác có thể dùng để đựng các cái loại nước uống đều ok hết. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Một con bình 20 như này, rất chất lượng, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã cho em là bình 20 nhá. Giá chỉ có 90.000 cho một con bình như này thôi. 90.000 cho con bình đựng nước như này thì các bác nên mua. Con này thì mình chỉ về đựng nước sôi để nguội hoặc là đựng các cái dòng nước uống bình thường thôi nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 14 x 14 x với lại 29 này. 14 x 14 x 29 nhá. Đấy, dung tích là 2 lít, giá sẽ là 90.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ cái khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc này. Bên shop về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Khăn mặt Hàn Quốc này, đó, khăn mặt Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 3 cái này, 3 cái là bằng 20k nhá. Và một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60.000. 60.000 cho bịch 10 chiếc như này. Một bịch 10 chiếc này sẽ là 60.000. Và 3 cái của nó sẽ là 3 cái của nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc. Chất liệu thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Bỏ tăng cái dây này. Sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, chất liệu của nó sẽ là sợi bông tự nhiên như này. Đấy, và một mặt đưa cái đầu dây này.
một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn nhá. Các bác dùng để rửa mặt thì thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thấm hút nước mồ hôi rất là tốt. Dùng để rửa mặt này, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Nói chung là đa di năng được luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có 20.000 cho 3 chiếc thôi. Và bác nào lấy số lượng là từ 10 cái trở lên thì giá chỉ còn có 60.000 cho 10 cái này thôi. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 20.000 3 cái và 60.000 cho 10 cái nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy sấy giày các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ cao cấp của thương hiệu Saucony nhá, Saucony máy sấy giày đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con máy sấy giày như này thôi. 180k nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Lưu ý các bác là khi mà về các bác chỉ cần là vặn cho em theo cái chế độ này là xong này. Có chế độ là 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đấy. Cứ thế là các bác vặn là xong. Còn cái nhiệt độ này thì nó chỉ là cái số thôi. Nó chỉ là cái số giả này thôi chứ nó không có nhiệt độ đâu. Nó không có báo nhiệt độ được các bác nhá. Thì các bác mình về mình cứ vặn cho em là mặc định cho em là 30 phút này. Đấy thì đây. Cắm điện trực tiếp điện 220 này, sau đó thì các bác đẩy cái này lên này. Thì con này nó sẽ có cho các bác là sấy nóng để cho nó nhanh khô này. Thứ hai là nó sẽ là có cái tia cực tím như này để diệt khuẩn này. Và các bác để cho em chế độ là ví dụ như là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút nhá. Các bác cứ vặn hết lượt này là cho em. Và nó sẽ có cái dưa le nó tự ngắt các bác nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Một con máy sấy giày chất lượng như này. Đấy, rất là nóng luôn, sấy thì cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, vừa bật chỉ có khoảng mấy chục giây thôi đã là nóng ran lên rồi các bác này. Đấy thì cái hơi nóng và hơi gió của nó sẽ đẩy ra ở đây thì nó sẽ là các bác chỉ cần xỏ hai cái giày vào đây cho em, giặt xong mình xỏ vào đây là xong. Đó, chỉ để cho em là nửa tiếng đến 60 phút. Một tiếng là nó sẽ khô cong đôi giày của bác luôn thì nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là máy sấy giày nhá của thương hiệu Saucony. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con máy sấy giày như này. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là tốt và rất là hợp lý để gửi tới các bác luôn. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy. Chỉ lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm tiếp theo đó là cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop có cho các bác là ổ 3 chân và ổ 5 chân. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc mà chịu va đập và chịu tải rất là tốt luôn. Đấy, công suất của nó thì nó sẽ lên tới cho các bác là 16A 250V nhá. 16A 250V. Nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập như này. Đấy. Thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Và bên shop thì đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đều là 50.000 nhá. 50.000. Con 3 chân này thì sẽ có đèn báo này. Ổ 3 chân này có đèn báo, còn ổ 5 chân này thì không có đèn báo nhá. Đều là dòng cao su non nhá. Đấy, đều là dòng cao su non như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su. Giá của nó sẽ là 50k thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Ngoài ra thì bên shop có cái phích cắm này, nó sẽ có cả đèn báo luôn. Phích cắm có đèn báo luôn, con này thì sẽ là 20k trong con phích cắm như này nhá. Dòng này cũng là cao su non luôn, đập khá thoải mái nhá, đập phá thoải mái luôn, cao su non. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này nhá, 20k cho một cái ổ đúc như này. Và cũng có sẵn đèn báo cho bác luôn nhá, có sẵn đèn báo. Giá thì chỉ có 20.000 cho bác thôi, 20.000 cho một cái ổ đúc cao su như này các bác này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho cái cọ nồi như này. Đấy, lên cho em là cọ nồi nhá. Giá của nó sẽ là 15.000. Đấy, các bác có thể để mình trà rửa này. Đấy, cọ nồi niêu bàn bếp rồi, nói chung là kỳ cọ đánh rửa được rất tiện. Và các bác có thể cho xà bông vào đây. Cho xà bông vào đây cho em. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, và khi mình nhấp như này thì cái xà bông nó sẽ ra, nó rất là tiện nhá. Lên cho em là cọ nồi 3 cái thì sẽ là bằng 40.000, còn 1 cái thì sẽ là 15.000 một chiếc như này. Và 3 cái thì sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. 40.000 cho 3 chiếc như này. Lên mã cho em là cọ nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bịch bọc cỗ nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch bọc cỗ như này, 20.000. Một bịch này bao gồm là 100 chiếc và giá thì chỉ có 20k thôi. Đấy, ví dụ như các bác bọc những cái đồ ăn này, ví dụ các bác bọc vào đây cho em này. Đấy, những cái đĩa thực phẩm thức ăn này. Đấy, con này thì nó rất là to luôn nhá. Nó có dây chun giãn rất là to luôn, thì các bác có thể bọc thực phẩm, bọc thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, rồi nói chung là đa di năng luôn, để các bác bọc vào. Các bác có thể chùm lên đầu cũng vừa luôn. Đó, rất là tiện ích nhá. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, vệ sinh sạch sẽ. Đồ ăn các thứ thừa thì mình muốn bỏ tủ lạnh này. Vệ sinh, thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là nó tránh cái việc là
bị dây mùi ra tủ lạnh nhá. Lên trên là bọc cỗ giá chỉ có 20.000 thôi. Đó, các bác lên trên là bọc cỗ này. Đó, bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trên một bịch bao gồm là 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 100 cái như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái set thìa đũa nhá. Đấy, các bác lên trên là hộp thìa đũa. Hộp này của nó thì bao gồm cả thìa cả đũa luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ như này bao gồm là cả thìa cả đũa nhá, cả thìa cả đũa. Hàng inox 304 không gỉ các nhá, không gỉ luôn. Đấy, đũa rất là dày này, su 304 này. Đấy, xìa thì rất là dày luôn, cả xìa cả đũa như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho bác giá chỉ có 80.000 thôi. Bao gồm cho bác là 6 đôi đũa và 6 cái thìa luôn. Đấy, 80k một hộp nhá. 80k một hộp như này bao gồm là 6 đôi đũa và 6 cái thìa. Hàng inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đấy, và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Một combo như này 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Đây, các bác đi đâu mà mua được cái xìa này với cái giá là 5.000 10.000? Đó, không có đâu các bác nhá. Đấy. Mà đây combo cho các bác là 6 thìa 6 đũa mà giá chỉ có 80.000 các bác nhá. Đó, lên cho em là hộp thìa đũa nhá, hộp thìa đũa. Hoặc lên cho em là set thìa đũa này. Đó. Set thìa đũa. Thìa kèm thêm đũa nữa các bác nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một set như này. 80.000 cho một set thìa đũa như này. Rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000.
Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho bên em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này, đấy, nháy ra đây, đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này, đấy, nháy lên, nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp không nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi. Lên cho em là LED ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con LED 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con LED ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con LED ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con LED pháo hoa này cũng vậy nhá. LED pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con LED pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con LED 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, LED 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau.
Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là LED 5m nhá. Con LED 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? LED 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, LED 5m là 80.000, còn lại là con LED ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ LED như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello các bác nhá, mời các bác uống nước cam nhá. Hôm nay thì em sẽ quay test cho các bác cái con máy vắt cam bên em, cũng như là cái vắt cam bằng tay luôn, thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái máy như này. Đấy, hàng của thương hiệu Socani các bác nhá, Socani. Hàng thì sử dụng điện 220V nên rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là làm các cái phần như sau này. Một cái nắp đậy này, đấy, một cái nắp đậy này. Một cái khay như này. Cái khay như này thì các bác vắt trực tiếp vào đây cho em. Đấy, giờ em sẽ vắt trực tiếp vào đây để uống luôn các bác nhá. Đấy, đây. Thì các bác lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây nó sẽ có cái lẫy để các bác lắp, nó sẽ sập xuống này. Cắm điện trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Và các bác chỉ cần đặt cái khay này lên này. Đấy là mình nhấp là nó sẽ xoay này. Con này thì nó các bác cứ nhấp này nó sẽ xoay nhá. Đây. Đấy, nhấp này nó xoay là nó sẽ vắt ra này. Đấy, coi theo. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, nước đang chảy ra này. Rất là tiện luôn. Con này thì nó có cả đảo chiều luôn nhá. Đấy, có cả đảo chiều cho các bác luôn, nó rất là tiện. Đấy, thì là mình cứ nhấp này bỏ ra là 1-2 nhịp thì nó sẽ lại đảo chiều lại, thì các bác nó vắt cái quả cam nó sẽ kiệt hơn. Đó, vắt nó sẽ kiệt hơn nhá. Thì nó rất là tiện các bác này. Đó, vắt ra gần như là kiệt hết nước luôn. Tùy theo lực ép của tay nhá, các bác ép càng mạnh thì cái lực vắt của nó càng nhanh. Nhưng mà cũng không cần ép mạnh các bạn, mình cứ ép từ từ thôi thì nó sẽ ra được hết nước và cái bã của nó không bị quấn ra nhá, thì cái nước nó sẽ ra, nó sẽ kiệt nước hơn. Đấy, chứ nếu các bác vắt mạnh quá thì nó tác động lực thì cái sơ nó lại ra nhiều mà cái nước nó cũng không, cái nước nó lại không ra được mà cái sơ nó lại chảy nhiều ra đây thì nó không tốt các bác nhá. Đó, thì đây. Các bác cứ vắt như này cho em là ok nhá. Đấy, vắt này cho em là ok. Đó, rất là ngon luôn nhá. Thì một con máy vắt cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Con này thì rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái công việc sử dụng thực phẩm đồ uống ở trong gia đình nhà mình nhá. Thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Vắt một quả cam thì các bác chỉ cần mất khoảng 30 giây thôi là xong rồi. Đấy, đây thì em đã vắt tiếp cho các bác thêm một quả nữa luôn này. Đó, thì các bác chỉ cần vắt như này thôi. Đó, thì ví dụ như là đi làm về nóng bức này, hoặc là các bác giải khát uống nước cam này thì nó rất là tốt. Đấy, bổ sung cho các bác thêm vitamin C rồi các cái loại khoáng chất khác rất là cần thiết nhé. Nó sẽ đảo chiều nhé. Đấy, nó sẽ đảo chiều này, nó rất là tiện này. Thì các bác có thể sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là một cái khay như này. Các bác tháo ra nó sẽ là một cái khay như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là cái khay lọc này. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra như này là mình có thể cho đá vào đây uống trực tiếp này. Đấy, các bác có thể cho đá uống trực tiếp hoặc là các bác có thể rót ra ly. Bác nào lịch sự thì rót ra ly. Đấy, còn không thì mình để này uống trực tiếp được. Và mình chỉ cần vệ sinh hai cái phần này thôi. Vệ sinh cái khay vắt này và cái khay đựng này thôi. Còn cái thân máy của nó thì nó nguyên bản như này rồi. Các bác không cần phải vệ sinh trước gì cả nhá. Đấy. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy như này. Không dùng nữa thì mình đậy nắp lại nhá. Rất là vệ sinh và sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là máy vắt cam này. Máy vắt cam. Bỏ anh cái ghế Phương. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con máy vắt cam như này. Và ngoài ra thì bên shop có cả cái con vắt bằng tay đấy nhá. Vắt bằng tay như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để vắt bằng tay cũng được. Con vắt bằng tay này thì nó cũng rất là tiện. Con vắt cam bằng tay này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Con này thì rất là tiện đi luôn. Các bác cũng rất là đơn giản. Đây em cũng nhân tiện có cam ở đây thì em cũng thao tác cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là đặt cái khay này vào đây này. Đấy, đặt khay này vào đây, sau đó thì mình vắt bằng tay thì mình cứ nhấn đều này, mình vắt thôi này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác. Con này thì bắt buộc các bác phải xoay thủ công bằng tay như này thôi. Tay ta xoay thủ công như này thôi các bác nhá. Đấy. Tay ta xoay thủ công như này thôi, tại vì là khi mà con kia thì nó sẽ tự xoay cái trục, còn cái này thì mình xoay bằng tay như này. Đấy, xoay bằng tay như này thì con này nó cũng rất là tiện. Ví dụ các bác cứ xoay hết như này thì cái hạt của nó sẽ đọng ở trong trên cái khay này. Hạt và những cái sơ thì nó sẽ đọng ở khay này nhá. Đấy, cái này thì các bác xoay thủ công thì bác nào tay khỏe thì có thể xoay. Còn bác nào tay yếu thì có thể mua cái máy. Còn cái tay cái xoay thủ công này thì nó cũng rất là tiện. Đấy, đây. Khi mình xoay thì cái
nước cam này nó sẽ lọt xuống cái khay này. Đấy, nó sẽ lọt hết xuống cái khay này các bác nhá. Đó, lọt hết xuống đây. Thì nước cam nó sẽ lọt xuống đây thì các bác có thể là cho đá vào đây, cho đường vào đây uống trực tiếp, hoặc là các bác cũng có thể chiết ra được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. Đó, nó cũng rất là tiện nhá. Đây. Con này thì vắt bằng tay này, nói chung là cái vắt cam này thì rất là tiện rồi. Nhà nào cũng sử dụng thì các bác biết rồi và cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đấy, có hai loại, một vắt bằng cam bằng tay, vắt bằng máy nhá. Thì con vắt bằng tay này thì sẽ là 50k nhá. Đấy. Vắt bằng tay này, vắt bằng tay là sẽ là 50k. Còn con bằng máy thì sẽ là 190.000 tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy.
tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Hàng này thì nó sẽ là túi hàng da bò xịn 100% luôn. Em bảo hành cho các bác luôn, về nhà các bác cứ lấy bật lửa lên test đốt thoải mái các bác nhá. Đấy, cứ bật lửa đốt vào cái giữa này cho em này. Đừng đốt vào cái chỗ khóa với chỗ chỉ khâu nhá. Đốt trực tiếp vào chỗ giữa này cho em, các bác cứ bật lửa lên đốt thoải mái nhá. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý nhá. Đây. Đây là cái đầu dao dọc giấy này. Đấy, em sẽ rạch cho bác xem này. Bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy không? Không hề có một hề hấn gì luôn nhá. Đây cái đầu dao dọc giấy này em đưa vào em cạo này. Đấy, những cái loại da thường thì nó sẽ bật ra ngay, nhưng mà đây cái này không có hề hấn gì luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đầu tiên nó sẽ là một con túi vuông như này. Con túi vuông này thì sẽ bao gồm là một ngăn phụ đằng trước này, hai ngăn phụ đằng trước này, đến một ngăn to này, đến một ngăn to nhá. Đấy, có quay đeo cho các bác đồng hàng và một ngăn phụ bên hông nữa, đằng sau nữa. Đó. Và trong này thì nó lại có hai ngăn phụ ở phía bên trong cái ngăn to, một ngăn có khóa và một ngăn không. Đấy, rất là nhiều ngăn cho các bác luôn. Và quay đeo, quay sách đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, các cái phần chi tiết kết nối thì đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá kia xem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá. Con túi vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho con túi vuông nhá. 180.000 cho một mã túi vuông như này. Con này thì các bác lên cho em Huấn là túi vuông nhá. Giá sẽ là 180.000. Đây. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn phụ này và một cái ngăn kéo khóa nữa này. Đấy, nói chung là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ngăn tất cả. Quá trời là ngăn luôn. Rất đẹp nhá, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Phần quai cũng được máy trần da rất là đẹp. Con này các bác dùng thì khẳng định đẳng cấp thương hiệu luôn. Lên cho em là túi vuông. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đó. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái mã túi vuông nhá. Đó. Các bác lên cho em là túi vuông này, 180.000 này. Đó. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái mã đó là cái con túi chéo nhá. Đấy, các bác lên xem là túi chéo này. Đấy, màu của nó thì nó sẽ là một cái dạng màu xanh như này. Đằng sau thì sẽ có một ngăn này, đằng sau có một ngăn này. Đằng trước của nó thì nó sẽ có là một cái ngăn phụ như này. Một ngăn phụ này. Đấy, các bác có thể bỏ các loại giấy tờ nhỏ linh tinh này. Một ngăn phụ nữa này. Đấy, và một ngăn chính này. Nói chung là được thiết kế quá là nhiều ngăn luôn để cho các bác sử dụng này. Con này thì các bác có thể đeo chéo đằng trước nhá. Có tinh chỉnh dây dài ngắn nhá, có tinh chỉnh dây dài ngắn cho các bác luôn. Các bác có thể đeo đằng trước hoặc là đeo sang bên hông đằng sau đều được hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là túi chéo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. 140.000 cho con túi chéo như này nhá. Lên mã cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó. Túi chéo này. Lên cho em là túi chéo nhá, giá sẽ là 140k.
140.000 cho cái mã túi chéo này nhá, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã, đó là con túi hông nhá. Các bác lên cho em là túi hông này. Con này thì các bác đeo vào cái hông đằng trước hoặc là gọi là túi bụng đấy. Đấy, túi bụng. Các bác đeo bụng đằng trước cũng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bé này, ngăn thứ hai này, ngăn thứ ba là ngăn to này và hai ngăn mini bên cạnh nữa. Đấy, quá trời là ngăn luôn. Thiết kế vừa là công năng sử dụng, vừa công năng sử dụng vừa là trang trí luôn, rất là đẹp. Và các bác có thể đeo vào hông như này. Dây đai hông cũng khá là to và có tinh chỉnh luôn. Có cái khuy như này để các bác sập vào này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi du lịch này, bỏ điện thoại, giấy tờ, ví tiền đằng trước này, hoặc là mang đi chợ bán hàng, nói chung là đi thu tiền các thứ cũng rất là ok. Bỏ một vài trăm triệu bình thường. Lên cho em là túi hông, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là túi hông này. Túi hông giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho cái túi hông như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Các bác lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin này. Đấy, tại vì bên shop có cả cái loại chạy bằng điện nữa thì con này chạy bằng pin. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan nhá. Đấy, Tamashio Made in Japan như này. Đấy, hàng thương hiệu Tamashio Made in Japan. Con này thì hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em này. Đấy. Ở đây thì sẽ là cái lưới lọc bằng vải, thì các bác về có thể giặt thay thế đều được hết nhá. Sập lẫy này. Đấy, bật lên này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Máy chạy rất là khỏe luôn. Thì con này nó sẽ có một cái đầu nối dài như này. Có một cái đầu nối dài như này rất là tiện này, để các bác có thể là hút bụi ở các cái khe kẽ này. Đấy. Và có cái phần chổi như này để các bác vệ sinh nhá. Có phần chổi này để các bác vệ sinh bàn phím này, rồi là vệ sinh đa di năng luôn. Đó, rất là tiện nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là cái đầu thổi này. Đầu thổi đây. Đầu thổi này thì các bác lắp vào cho em để mình có thể là mình thổi bụi này. Đấy, rồi dùng đa di năng được hết này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, thì mình dùng để mình thổi bụi, hoặc là nó sẽ có một cái đầu nhỏ này nữa này. Đấy, có cả cái đầu nhỏ này để các bác dùng để mình bơm phao này. Bơm phao cũng được nhá. Đấy. Đây em sẽ bơm thử cái túi bóng này cho bác xem này. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Đấy, bơm rất là khỏe bác này. Các bác thấy không? Đấy, bơm khỏe chưa? Đó. Đấy, bơm khỏe luôn các bác nhá. Đó, rất là khỏe luôn. Đây, đây là cái cổng sạc của nó nhá, cắm sạc vào cái đít này nhá. Đó, thì rất là đa di năng luôn, vừa hút vừa thổi bụi, vừa bơm phao, bơm các chi tiết đều được nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Tamashio Made in Japan như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng pin nhá. Máy hút thổi bụi pin này. Đấy, hút thổi bụi này. Hút thổi bụi này. Hút này, thổi này. Hút thổi bụi này. Chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin này, giá sẽ là 100 mấy nhỉ? Hút thổi bụi chạy bằng pin giá sẽ là 160k nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. 160.000 cho một con hút thổi bụi bằng pin như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái con hút thổi bụi cũng cả hút cả thổi bụi luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là hút thổi bụi xanh. Đấy, con này nó sẽ là hộp màu xanh như này, cho nên là bên em hút thổi bụi xanh và nó chạy bằng điện nhá. Con này chạy bằng điện. Đấy, hút thổi bụi xanh chạy bằng điện nhá. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi điện đi cho nó dễ. Một loại là chạy bằng pin, một loại là chạy bằng điện. Con này thì rất là khỏe luôn. Hàng của thương hiệu là Masaki. Con này thì các bác có thể dùng để làm thợ, làm nghề, hoặc là thổi bụi lá ngoài sân vườn cũng đều ok hết nhá. Đấy, nó rất là khỏe các bạn. Con này thì khỏe lắm luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi điện nhá. Đấy, có một mã hút thổi bụi chạy bằng pin thì em vừa giới thiệu trước rồi. Và giờ là cái mã hút thổi bụi bằng điện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây em sẽ thổi cho bác xem này. Đấy, tung rời đất luôn. Đấy, tung rời đất luôn. Đấy, thổi rách cả túi luôn các nhá. Đây, thổi cho này. Đây, thổi này. Đây. Đấy. Các bác thấy khủng khiếp chưa? Đây. Bay hết đi con này. Lá lẩu hết luôn. Đó. Thì các bác lên trên là hút thổi bụi điện nhá. Đấy, con này thì cả hút cả thổi luôn. Công suất của nó sẽ là 650W này, 650W, 2,3 mét khối trên 1 giây này. Đấy, và điện 220V, rất là khỏe luôn. Ngoài tính năng thổi thì các bác có thể lắp vào đây để nó hút này. Hút thì các bác lại lắp cho em cái phần lọc rác này vào này. Đấy, lọc rác này vào đây. Đấy, các bác chỉ cần đảo chiều đi, hút một chiều và thổi một chiều. Đó, đảo chiều đi cho là xong. Đó, đây các bác này. Đấy,
nhìn thì cái bụi nó sẽ hút vào đây này, bụi nó hút vào đây. Đấy, rất là tiện luôn. Công suất của nó thì rất là khỏe nhá. Lên cho em là hút thổi bụi nhá, hút thổi bụi điện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 260.000 bao ship đến tận nhà cho bác cho một con máy hút thổi bụi điện như này. Con này nó sẽ chạy bằng điện và con một loại chạy bằng pin. Thì con này chạy bằng điện thì lên mã giúp cho em là hút thổi bụi điện nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Đấy. Lên đúng tên đúng mã cho em. Hút thổi bụi bằng điện này. Đấy, hút thổi bụi này, thổi bụi. Chạy bằng điện nhá. Đấy, chạy bằng điện, giá của nó sẽ là 260k. Đấy, 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Rất là ok. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái kệ kem đánh răng nhá. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng. Bộ sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái kệ như này. Đấy. Một kệ và bao gồm cho các bác là ba cái cốc. Đấy, ba cái cốc nhá. Đấy thì đây nó sẽ là ba cái cốc như này này, ba cốc. Ba cốc này thì nó sẽ có nam châm hít nhá, có nam châm hít luôn. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng, hàng thì rất chất lượng. Chất liệu của nó thì nhựa PPC. Đấy, nhựa cao cấp cho các bác luôn, thì con này các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm rồi. Đây thì nó sẽ là một cái thân như này nhá. Một cái thân như này này. Về nhà thì các bác cái này thì các bác có thể đựng những cái đồ trang sức linh tinh vào đây này. Đấy, đựng đồ trang sức linh tinh vào đây. Các bác xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây. Xoáy cái này ra này. Xoáy cái này ra. Đấy, sau đó thì xoáy lọ kem đánh răng vào đây nhá. Xoáy lọ kem đánh răng vào đây cho em là mình sử dụng thôi. Cái này thì các bác có thể để cắm bàn chải ra được nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là dạng hít cốc như này. Hít cốc như này rất là tiện này. Đấy, các bác theo. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kệ kem đánh răng nhá. Đây nó sẽ kèm thêm cho các bác là cái miếng dán và miếng sticker để các bác dán vào tường nhá. Dán vào tường sau đó thì treo cái lẫy này vào này. Đó thì đây, em sẽ review thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhà em đã lắp lên tường rồi đây các bác này. Đây. Đây nhá, em đã lắp lên tường này. Đấy thì đây cái cốc của nó là nam châm từ hít là chỉ đặt vào này là xong này. Đấy thì cái bên này các bác có thể để bàn chải ở cái ống này hoặc là các bác có thể treo ở dưới này cũng được này. Bàn chải có thể treo ở dưới này cũng được. Đó và lấy kem thì các bác chỉ cần nhấp này là kem nó sẽ ra này. Đấy em nhấp phát là kem nó ra luôn, nó rất là tiện nhá. Đấy đây, nhấp phát là kem nó ra các bác này. Đấy nhấp phát là kem nó ra luôn. Lấy lượng kem tùy theo ý của mình nhá. Đấy, kem thì lấy tùy ý các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá, kệ kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó. 180k cho cái kệ kem đánh răng như này. Đó. Lên mã giúp cho em là kệ kem đánh răng này, kệ kem này. Đánh răng, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ kem đánh răng như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của đũa của Đức nhá, đũa của Đức. Thì nó sẽ là đũa inox như này nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Hàng Su 304 nhá. Winling của Đức này, hàng Winling của Đức, Su 304. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. 55.000, tức là các bác mua vào chỉ mất khoảng trên 10.000 cho một đôi đũa này thôi. Đấy, trên 10.000 cho một đôi đũa này thôi. Đấy, đũa bằng inox nhá, inox 304, có đánh nhám. Đấy, có đánh nhám chống dính chống trơn trượt này. Có đánh nhám này, chống dính chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, con này dùng ăn cơm rất là thích và các bác dùng thì tính năng của nó là sạch này. Đấy, sạch này, kháng khuẩn này, rồi là chống nấm mốc này, rồi rất là nhanh khô nhá, rất nhanh khô. Lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ đũa inox như này, rất hợp lý cho bác luôn, một vỉ bao gồm 5 đôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là nhá. Đấy, lên theo là bàn là hơi nước, bàn là hơi nước mini. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này. Con này thì sử dụng điện trực tiếp, điện 220V luôn. Đây, điện 220V này các bác này. Điện 220V. Đó. Và công suất của nó là 700W nhá, 700W. Đó, điện 220V công suất 700W. Ở đây thì nó sẽ là một con bàn là cực kỳ là ngon luôn, rất là ngon như này các bác này. Đấy, phần cái phần mâm này của nó thì khá là dày nhá, giữ nhiệt tốt này, có phần hơi nước này. Các bác chỉ cần nhấp này, nước nó ra này. Khi các bác cho nước vào thì các bác tháo cái đầu này ra cho em, sau đó thì cho nước vào cái đuôi này cho em này. Đấy. Đây ở đây nó sẽ có một cái gioăng như này. Các bác cho nước vào cái cán này cho em. Sau đó thì mình đậy cái gioăng này lại và sập nó vào là xong này. Đấy, sập nó vào xong và khi cấp nước thì mình đẩy như này. Đó, có kèm cho các bác một cái ca để mình rót nước đây. Rất là tiện luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ như này. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V, có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi công tác rất là ok. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước. Giá sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Xem lại nhá.
Lên mã tiếp theo là bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước này. Đấy. Lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước giá sẽ là 135.000, bàn là hơi nước này. Đó, bàn là hơi nước giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước như này. Con này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng khi mà đi du lịch, nó rất là nhỏ gọn. Đây, bỏ trong cái hộp chỉ có 20 đến 12 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân trong nhà bếp rất là ok luôn. Đó, cân trong nhà bếp rất là ok luôn. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Về nhà các bác lắp cho em hai cái pin con thỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Cái này thì lô này em về nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, có cả ốc đấy. Lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cân 5. Giá của nó sẽ là 50k trong chiếc cân 5 này nhá, 50.000 thôi. Đấy, con này thì không có pin nhá. Không có pin. Đấy, không có pin nhá. Giá sẽ là 50.000. Về nhà các bác tự lắp pin vào thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy cạo râu 9D nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Đây là một trong cái dòng sản phẩm rất là tiện ích luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy như này. Đó thì con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, nó sẽ có 3 lưỡi kép như này. Về khi các bác cạo thì các bác nhấp mạnh vào cho em nhé. Nhấp mạnh vào cho em thì cái phần râu nó mới ăn và cái phần lưỡi thì nó mới đứt được nha. Đấy con này. Đấy, khi cạo các bác cố gắng nhấp mạnh vào cho em. Chứ mình cứ để hời hợt quá thì nó sẽ không sạch đâu. Đấy, cố gắng nhấp mạnh vào cho em nhé. Đó, đây, em cạo có một tí mà râu nó cũng ra đầy con này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đây cái râu nó ra này con này. Đó, đây. Râu nó ra này con này. Đấy, cạo có một tí mà râu nó còn ra như này các bác biết rồi. Đó. Thì lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu máy cạo này. Cái mũ này. Một đầu máy cạo này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ là một đầu cạo như này này. Tiếp theo cho các bác nó sẽ có là một đầu cạo này, một cáp sạc này. Đấy. Và sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái phần đầu để mình thay này. Đấy, ví dụ như là tăng đơ này, tỉa lông mũi này, thì các bác chỉ cần lấy ra mình thay vào cho em là xong, rút đầu ra thay vào và cái đầu massage nữa. Đấy, đầu massage nữa. Đấy thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là giật thẳng ra như này, sau đó thì mình lắp các cái đầu khác vào, đầu tỉa lông mũi hoặc đầu tăng đơ các bác lắp vào đây cho em là xong. Đó, rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Chúc quý cô bác anh chị có một sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như là công tác của mình. Đặc biệt là chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác cái móc khóa bằng da nhá. Đây, cái móc khóa da bò như này. Cái này nó chỉ có một cái miếng da bò này, một miếng da bò và một cái quai như này. Thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó và cái giá thì chỉ có 5k trong cái móc khóa da bò này thôi nhá. Đấy thì con này đơn giản là về các bác treo vào cái móc khóa để cho mình dễ tìm chìa này. Đấy nó khỏi bị thất lạc, khỏi bị mất. Nôm na như vậy. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá của nó sẽ là 5k cho một chiếc móc khóa da bò như này. Đấy lên cho em là móc khóa da bò này. Đó, móc khóa da bò. Móc khóa này, đó, móc khóa da bò này, giá của nó sẽ là 5k nhá. 5.000 trong chiếc thôi. Đó, bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đây, các cái màu da bò tự nhiên rất là đẹp này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu. Có cho các bác là màu nâu và màu đen. Đó, màu nâu và màu đen. Hàng thì hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in USA nhá. Của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có hai màu, màu nâu và màu đen. Kích thước thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng từ 1m1 đến 1m3. Đấy, kích thước là nó sẽ ngẫu nhiên nhá. Đấy. Kích thước thì nó sẽ là ngẫu nhiên thôi, tại vì là cái hàng này nó sẽ là hàng da thật các bạn, hàng da thật cho nên là khi người ta sản xuất ấy thì nó sẽ cắt theo miếng da nhá, cắt theo miếng da. Đấy. Và nó sẽ có hai màu như này, màu đen và màu nâu. Còn mặt thì bên shop sẽ gửi mặt ngẫu nhiên thôi. Và nó sẽ là mặt đúc như này, mặt đúc nhá, mặt bằng thép đúc nhá. Và của nó sẽ là thuộc dạng con lăn nhá, thuộc dạng con lăn, rất là ngon lành cho bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là da bò tự nhiên nhá. Da này thì em các bác về các bác có thể test đốt thử thoải mái cho em luôn. Đấy, đốt thoải mái, đốt không cháy các bác nhá. Đốt không cháy luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in USA nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Và
nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau nhá. Đây đây em đo từ đầu đến cuối này. Đấy, nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau này. Đấy các bác thấy không? Đấy, như hai con này nó lệch nhau khoảng 5 phân này. Thì kích thước của nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò Mỹ này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá của nó sẽ là 190k cho một con thắt lưng nhá. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng khóa con lăn như này thì nó rất là tiện dụng này. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này cho em này, đẩy vào như này cho em. Đó, sau đó thì các bác đẩy cái con lăn này vào này, đẩy con lăn này vào là chết đứ đừ luôn các bác nhá, chết đứ đừ luôn. Chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên. Con này về nhà các bác có thể test lấy máy lửa ra đốt thoải mái cho em. Đấy, đốt thoải mái cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, cũng là hàng ví của Mỹ luôn. Và nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, made in USA các này, made in USA. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con thắt một con ví da bò như này giá chỉ có 120.000 thôi. Đây, hai màu này, màu đen và màu nâu này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là kiểu dáng ví truyền thống nhá. Sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, có cho các bác là một ngăn khóa như này. Chất liệu 100% da bò đây. Các bác có thể test đốt thoải mái luôn. Và có các cái ngăn phụ như này. Đấy, và có các ngăn để giấy tờ này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, ví của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên em cho em là ví da bò, nó sẽ có màu đen và màu nâu và giá sẽ là 120.000. Đó, lên cho em là ví da bò nhá. Quay lên cho em là ví da bò này. Ví da bò, giá sẽ là 120k một chiếc thôi, 120.000 một chiếc ví da bò nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về xem những cái chổi này đi. Các bác lên cho em là chổi các bác lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đấy, nó sẽ là một con chổi tự vắt như này. Đấy, chiều dài hình chữ nhật như này. Nguyên cái phần chổi này của nó thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ có tự vắt luôn. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cho em cái cán này vào này. Đấy, lắp cho em, xoáy cho em cái cán này vào. Đó, xoáy cán này vào này. Tiếp theo thì xoáy tiếp một cái cán nữa này. Chiều dài của nó thì khoảng 1m2, 1m3 nhá. 1m2, 1m3. Đó. Và khi các bác sử dụng thì các bác xoay đi cho em. Đó, xoay đi cho em là xong này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo đi như này này. Đấy, đây. Cái này nó kéo như này là công năng của nó là để gạt nước này, gạt rất là sạch và khô luôn. Đấy, vừa gạt vừa giặt này, vừa gạt vừa giặt như này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại như này là nó sẽ giặt và vắt cho các bác luôn. Đấy, sau đó thì các bác kéo lên như này, xoay ra là mình sẽ lau thôi. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy nhá. Đấy, rất đơn giản như này. Con này của nó thì có xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ các bác nhá. Đó, xoay 360 độ như này và các bác có thể dùng để lau này. Đấy, xoay để đẩy vào các ngóc ngách rất là ngon luôn. Sau đó thì mình lại đẩy vào đây mình vắt như bình thường nhá. Đấy, vắt thì các bác vắt vào đây cho em này, rất là tiện thôi này. Đấy. Đẩy vào đây để mình vắt này. Khi vắt thì các bác lại đẩy vào đây cho em và đẩy cái này xuống để vắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện nhá. Còn tháo gọn thì nó sẽ như này. Về nhà các bác lắp vào. Và mỗi một cái chổi này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái miếng mút nữa. Đấy, có kèm thêm một cái mút như này là hai miếng mút nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 120.000. Xin lỗi các bác em nhầm giá nha, con này hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó, chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con chổi chữ nhật. Đấy, hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải chậu rửa, chậu giếc gì cả. Phức tạp mất công nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại này sẽ là tự giặt tự vắt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật nhá, tại vì bên shop có một cái mẫu chổi tự vắt nữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là chổi tự vắt các nhá. Đấy, chổi tam giác tự vắt thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Con này thì nó sẽ là một cái hình tam giác như này và nó cũng là thuộc cái dòng tự vắt. Về nhà thì các bác cũng xoáy vào cho em. Đấy, nó sẽ có gen như này các bác này. Về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, xoáy nấc như này. Chiều dài của nó thì tương đương nhau thôi, nó cũng là 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy, các bác đẩy cái này lên cho em. Đấy, tự vắt rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần kéo này nó sẽ tự vắt này. Đây nhá, nó tự vắt này các bác này. Đấy, kéo vào như này nó xoắn vào nó sẽ tự vắt này. Và xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ như này thì các bác có thể lau được tất cả các cái ngóc ngách rất là tiện luôn. Nó rất là ngon lành nhá. Và chiều dài của nó thì cũng khoảng 1m2, 1m3, nó sẽ là 3 khúc như này. Về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó. Khi ra thì nó sẽ là 3 khúc như này các bác này. Đấy, 3 khúc như này. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể xoay 360 độ rất là ok nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Đây, tự vắt này các bác này. Đấy, các bác kéo này nó tự vắt nhá. Đấy, tự vắt tự giặt luôn. Nó cũng giống như con kia, nhưng mà một con thì nó sẽ là hình tam giác và một con thì nó sẽ là hình chữ nhật. Thì con này các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Đấy, chổi tam giác tự vắt, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi tam giác tự vắt như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Con này thì sẽ là 100k. Con này thì sẽ có một miếng mút thôi nhá. Đấy, một miếng mút thôi. Còn nếu các bác mua kèm thì bên shop sẽ bán cho bác là 25.000 cho một cái miếng mút như này nhá. 25.000 cho một cái miếng lót như này. Miếng thay như này thì các bác có thể sử dụng để mình thay thế, nó cũng rất là hợp lý. Miếng lót này thì 25.000.
Đấy, còn con kia thì nó sẽ có kèm cho các bác là hai miếng lót luôn. Đấy, kèm một miếng và kèm thêm một miếng nữa, tức là khi các bác nhận được là sẽ có hai miếng lót. Còn con này thì các bác phải mua kèm thêm là sẽ là 25.000. Lên cho em là chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Chổi tam giác này. Đó. Chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con chổi tam giác. Còn con tự vắt kia thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Các bác lên trên là bàn chải Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ là được làm từ sợi than tre nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc được làm từ sợi than tre. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo 20.000 là 4 chiếc nhá, 20.000 4 chiếc. Đấy. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 30 cái nhá. Hộp 30 cái này thì bên shop sẽ bán cho bác với giá đó là 110.000 cho một hộp 30 chiếc. Ở đây thì nó sẽ là được làm từ than tre hoạt tính nhá. Đấy, đầu bàn chải này thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, cực kỳ là mềm. Đấy, mềm mịn, đánh răng thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Bác nào viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng dùng cái bàn chải này là rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, đến từ Hàn Quốc con này, Korea nhá. Con này thì nó đang bán ở trong các siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 này, 36.000 cho một chiếc như này. Đó, hàng của Hàn Quốc, Korea đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, được làm từ sợi than tre nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái nhá. Hộp này là 30 cái này. Đấy, 30 chiếc này. Đấy, hàng của Hàn Quốc hết nhá. Hộp 30 cái. 30 cái thì giá của nó sẽ là bằng 110k nhá, 110.000. 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và còn 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 nhá. 20.000 cho 4 chiếc. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 và 30 cái sẽ là 110.000. Đó, bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, bộ này thì nó sẽ dao động là từ 30 đến 35 lưỡi tùy theo lô nhá. Có lô thì 30, có lô thì sẽ là 35 các bạn. Đấy, nó sẽ dao động tùy theo lô. Thì hàng nó về theo lô thì em cũng cứ nói áng chừng vậy. Có lô thì là 30, có lô thì 35 và có lô thì nó lại là 36 lưỡi. Thì tùy theo thôi. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một bàn cạo này, một bàn cạo, một hộp kem này, một bàn cạo, một hộp kem. Kèm cho các bác là tầm khoảng từ 30 lưỡi nhá. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi như này. Đấy, bộ 30 lưỡi như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lấy lưỡi ra lắp vào cho em. Đấy, bộ đôi lưỡi kép như này, bộ đôi lưỡi kép này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Về nhà các bác lắp vào bàn cạo là mình dùng thôi. Đấy. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi, 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem, 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ gửi đến cho các bác giá là 60.000 nhá, 60.000. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem. Đấy, bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 30k nhá. À 60.000 các bác nhá. 60.000 cho bộ 30 lưỡi kem như này, giá sẽ là 60k nhá. Đấy, em xin lỗi nhầm. 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá. Đấy, bộ lon chày như này thì các bác lên cho em là lon chày 10, các bác lên cho em là lon chày 10 13 nhá, 13. Con này thì đường kính của nó sẽ là 13 cm. Đấy, lên cho em là bộ lon chày 13 nhá. Đấy, lon chày 13. Đấy, đường kính của nó là 13 cm. Rất là to khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy, rất to khủng khiếp cho các bác luôn. Đây, các bác này. Đấy, rất là to luôn, hàng bằng inox 304 nhá. Inox 304. Cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ lon chày 13, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000 cho một cái bộ lon chày 13 như này. Bộ này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt gia đình nhà mình như là giã cua này rồi giã hành, giã tỏi rồi nói chung là giã lạc, giã bừng, nói chung là ok hết nhá. Bằng inox 304, đường kính của nó sẽ là 13 cm nhá, 12,7 tức là 13 cm. Và có nắp như này. Đấy, và có nắp như này các bác này. Khi mà đã có nắp như này rồi thì các bác sử dụng nó rất là tiện này. Đấy, có nắp này sử dụng nó rất là tiện, nó không bị bắn các thứ ra ngoài nhá. Khi mình giã nó không bị bắn ra ngoài. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ lon chày 13 nhá, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là lon chày 13 này. Đó, lon chày 13 nhá. Lon chày 13 giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái bộ lon chày 13 như này. Rất là tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Đó, 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lọc rác các bác nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác bằng inox như này. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là cái lọc rác inox này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 15.000 trong chiếc như này nhá. Các bác lên cho em là lọc rác inox này. Đó. Lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 cho một con lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình
Đấy thì đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Đấy. Không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cẩn thức ăn thừa, không làm tắc bồn rửa, không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu. Các bạn ấy lên cho em là lọc rác inox nhá. Giá của nó sẽ là 15k rồi, ok.